hướng dẫn sử dụng khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 NGTest SARS-CoV-2 AG. NGTest SARS-CoV-2 AG là một xét nghiệm sắc ký miễn dịch để phát hiện định tính kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong các mẫu dịch tị hầu. Khay thử xét nghiệm được thiết kế để hỗ trợ chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2 và chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp. Thận trọng khi sử dụng, chỉ sử dụng chuyên dùng cho chẩn đoán in vitro. Nên sử dụng khay thử trong tủ an toàn sinh học cấp 2 để bảo vệ người xử lý khỏi virus SARS-CoV-2. Không sử dụng khay thử nếu túi bọc bị rách hoặc bị hỏng. Nếu túi được bảo quản trong nhiệt độ từ 4 đến 8 độ C, hãy đợi ít nhất 10 phút để khay xét nghiệm đạt đến nhiệt độ phòng. Khay thử phải được giữ trong túi kín cho đến khi sử dụng. Sau khi mở túi nhôm, hãy nhanh chóng tiến hành xét nghiệm. Không được sử dụng lại khay thử, tăm bông và ống chiết. Xử lý tất cả các mẫu bệnh phẩm như thể chúng chứa các tác nhân gây nhiễm. Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa đã thiết lập đối với các rủi ro sinh học trong tất cả các quy trình và tuân theo các quy trình tiêu chuẩn để thu thập và xử lý mẫu. Mặc quần áo bảo hộ như khẩu trang, áo khoác phòng thí nghiệm, găng tay dùng một lần và kính bảo vệ mắt khi tiến hành phân tích mẫu. Đảm bảo có một số lượng mẫu thích hợp được sử dụng để xét nghiệm, một số lượng mẫu quá lớn hoặc quá nhỏ có thể làm sai lệch kết quả. Khay thử đã sử dụng phải được xử lý theo quy định của địa phương, không ăn, uống hoặc hút thuốc trong khu vực xử lý mẫu và khay thử. Bộ kit NG test SARS-CoV-2 được đóng trong hộp gồm 20 khay được đóng gói riêng trong túi nhôm có chất hút ẩm, 20 ống chiết và 20 nắp, 2 lọ hoặc 20 tép dung dịch đệm chiết, 20 tăm bông vô trùng lấy dịch tị hầu, 1 giá đỡ ống, 1 hướng dẫn sử dụng. Quy trình lấy mẫu. Với người lấy mẫu cần trang bị đầy đủ đồ bảo hộ y tế chống lây nhiễm như tấm che mặt, khẩu trang y tế N95, găng tay không bột, quần áo bảo hộ và các phụ kiện khác như đồng hồ bấm dây, chai dung dịch khử trùng, thùng rác y tế. Lưu ý, các phụ kiện này không được cung cấp cùng bộ kit xét nghiệm. Bước 1, chuẩn bị. Đặt ống chiết sạch có dán nhãn ID bệnh nhân vào giá đỡ ống được cung cấp. Giữ chai đệm hoặc tép dung dịch thẳng đứng và không chạm vào mép ống, thêm 10 giọt vào ống chiết. Bước 2, lấy mẫu. Với người được lấy mẫu, cần được cảnh báo trước về sự khó chịu và yêu cầu hợp tác. Ngồi thẳng lưng, đầu hơi ngửa về sau khoảng 70 độ, luôn đeo khẩu trang khi lấy mẫu, kéo khẩu trang xuống mũi, che miệng. Người lấy mẫu bệnh phẩm nên đứng cạnh bệnh nhân, một tay đỡ cổ bệnh nhân và thực hiện các bước như sau để lấy mẫu tị hầu. Giữ đầu bệnh nhân hơi nghiêng về phía sau, đưa tăm bông vào lỗ mũi và nhẹ nhàng đẩy nó sâu nhất có thể dọc theo sàn của hốc mũi, song song với vòm miệng. Quét biểu mô của khoang mũi với các chuyển động xoay trong 15 giây, cạo các thành tị hầu để thu thập các tế bào. Rút tăm bông ra khỏi hốc mũi. Bước 3, đưa mẫu tăm bông vào ống chiết, xoay tăm bông trong dung dịch đệm 5 đến 10 lần và bóp để lấy ra càng nhiều lượng mẫu càng tốt. Trước khi lấy tăm bông ra, hãy ép nó vào thành ống để chất lỏng thoát ra càng nhiều càng tốt. Đặt tăm bông trở lại vào bao bì ban đầu và vứt bỏ theo quy định của địa phương. Lấy khay thử ra khỏi túi nhôm, đặt khay thử trên một bề mặt sạch và phẳng. Bước 4, gắn nắp nhỏ giọt vào ống chiết. Bước 5, nhỏ 3 giọt hỗn hợp vào giếng SR của khay thử, sau đó bắt đầu đếm thời gian. Bước 6, đọc kết quả sau đúng 15 phút, không đọc kết quả sau hơn 20 phút để tránh kết quả dương tính giả. Xử lý khay thử xét nghiệm sau khi sử dụng theo quy định của địa phương. Kết quả được thể hiện bằng vạch minh họa trên khay thử. Kết quả dương tính xuất hiện khi đủ cả hai vạch chứng C và vạch thử T như hình minh họa. Cường độ vạch thử TM xuất hiện cũng được xem là kết quả dương tính. Kết quả âm tính chỉ khi xuất hiện duy nhất một vạch chứng C. Kết quả không hợp lệ khi vạch chứng C không hiển thị. Thông thường, vạch chứng không xuất hiện do không đủ lượng mẫu hoặc quy trình không chính xác. Lặp lại quy trình bằng cách sử dụng một khay thử xét nghiệm mới. Lưu ý, tất cả các vật tư của bộ xét nghiệm sau khi sử dụng gồm khay thử, ống đệm chiết, nắp lọc, tăm bông vô trùng đều phải được xử lý như rác thải y tế nguy hại, có nguy cơ lây nhiễm.